Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem phim. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio. Vâng, hôm nay bên em được giới thiệu đến các bác rất là nhiều các cái đẩy công suất 2 kênh, 4 kênh, rất là nhiều thương hiệu. Vâng, thì hôm nay em sẽ giải đáp thắc mắc của các bác, đó là như thế nào. Vâng, rất nhiều các bác trước khi mua một cục đẩy công suất, các bác sẽ hỏi ngay đó là con đẩy này chạy bao nhiêu sò. Vâng, đây là câu hỏi đầu tiên của các bác đặt cho tất cả những người bán âm thanh. Vâng, thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác giải đáp thắc mắc cho các bác là câu hỏi đó hiện tại so với hiện tại bây giờ đó đã là lỗi thời, không phù hợp. Vì thời điểm hiện tại có rất nhiều công nghệ mới mà không phải sò nhiều sò mới là tốt. Vâng, thì trước đây các bác hỏi sẽ bao nhiêu sò thì em nói không có gì gọi là phản đối, vì trước đây công nghệ nó không được cải tiến nhiều, vì thế là sò quyết định rất là nhiều đến công suất. Vâng, thì hiện tại bây giờ thì nó còn không còn phù hợp nữa. Vâng, thì đây là em đã bỏ ba cái đẩy ra. Vâng, đầu tiên thì em nói đến cái đẩy công suất với những công nghệ thường, tức là đẩy Yamaha 7000S. Vâng, kế đến là cái đẩy công suất KX K450. Vâng, chạy công nghệ Class D. Đây, chạy công nghệ Class D. Vâng, kế đến là một cái đẩy công suất chạy công nghệ Class AB WeWood D400. Đẩy 2 kênh. Đây là toàn bộ đẩy WeWood này. Đây cũng 2 kênh HA1000 này. Vâng, đây là đẩy 4 kênh của KX này, K9.4. Vâng, và cái đẩy WeWood đây ạ, cũng 4 kênh đấy ạ. Đẩy WeWood 4 kênh, mã là 4850. Vâng, đẩy Kiso cũng 4 kênh đấy ạ. Vâng, đây là 3 công nghệ thời điểm hiện tại mà bên em có được để bên em giới thiệu đến các bác. Vâng, quay lại cái sò đi. Các bác hỏi nhiều sò thì các bác mới lấy và công suất nó mới khỏe. Thì em xin nói với các bác là càng nhiều sò thì cái hoạt động của nó không có được ổn định. Vì sao? Vì càng nhiều sò cái công suất hoạt động nó càng dễ nóng, gây ra rất là nóng cho với cái đẩy công suất. Và khi các bác mà chạy trong thời gian lâu dài thì nó sẽ gây ra hiện tượng cháy, chập cháy những con sò và chúng ta sẽ hỏng cả một cái đẩy. Đây sò này, rất nhiều sò đây này, rất nhiều sò như các bác nhé, và cánh tản nhiệt rất to. Đây là cái nhược điểm của cái đẩy công suất nhiều sò mà các bác quan tâm, mà rất nhiều bác hỏi. Đây thì em sẽ giải đáp thắc mắc là so với điểm thời điểm hiện tại là không còn phù hợp, nhìn rất là dày dặn thôi nhưng nó không còn phù hợp so với hiện tại bây giờ. Chất âm cực kỳ là không ổn định, và sò càng nhiều sò thì cái độ khuếch đại tín hiệu nó càng nhiễu cao. Đấy, thì các bác hiểu được vì sao là nhiều sò so với vấn đề hiện tại như thế nào đấy ạ. Vâng, cục nguồn thì cũng không được to. Vâng, đấy là cái sò nhiều sò các bác nhé. Vâng, chúng ta lại sang các bác tưởng tượng là sò hoạt động một mình, một sò đấy ạ, không được mắc song song thì rất là khi hoạt động với cái công suất nó nhiều thì sò này rất dễ nóng này. Các bác cứ tưởng tượng là các bác một mình bê một bao xi măng 50 cân để bê rất là mệt. Vâng, làm hết công suất thì rất là mệt, và để bê trong một thời gian dài thì hầu như là không đạt hiệu quả. Đây là cái nhược điểm của cái nhiều sò. Đấy, thì các bác hiểu được vì sao mà em phải giới thiệu cho các bác chọn lựa những sản phẩm tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Vâng, thì chúng ta sang cái
đẩy công suất với một công nghệ mới Class D đi ạ. Vâng đây nhá. Các bác nhá, đây đẩy hai kênh đi ạ. Đây cũng là đẩy hai kênh mà rất là nhiều sò nhá, 60 đây là 2 4 6 8 16 32 sò. 32 sò rất là nhiều. Đây cái sò của công nghệ Class D mới bây giờ hiện tại bây giờ thì rất là ít sò đấy ạ, chỉ có 4 sò thôi. 4 sò cho hai kênh. Rất là nhìn thì rất là mỏng manh nhưng thật sự là mang cho mình một cái công nghệ hoàn toàn mới, đạt hiệu quả rất cao. Đặc biệt cái dòng này cho chất âm cực kỳ sạch, thì càng ít sò thì cái độ hoạt động của sò rất là tốt, nó không sinh ra nhiệt nhiều. Vì thế cái canh đàn nhiệt các bác để ý rất là mỏng. Đấy, hầu như không sinh ra nhiệt. Để cho chúng ta hoạt động trong thời gian rất lâu dài mà không sinh ra nhiệt, không sinh ra nhiệt và để gây chập cháy những cái con sò. Vâng, cánh tản nhiệt là cái quạt tản nhiệt này cũng rất là đơn giản thôi, chỉ một quạt thôi mà nó làm mát được cả một cái tản nhiệt này. Đấy, thì các bác nhìn các cái bảng mạch ở Class D này, toàn bộ là những cái con chip, cái IC dán rất là hiện đại, rất là nhỏ, là hiệu suất thì cực kỳ là cao. Đấy, đây là những cái sò được mắc nối tiếp. Đấy, các bác hình dung ra là không phải nhiều sò mà đã tốt đâu các bác nhé. Nhược điểm rất là nhiều. Vâng, đặc biệt cái dòng này cho chất âm cực kỳ sạch và ổn định, công suất đánh ra cực kỳ ổn định. Đây là cái đẩy KX K450 đẩy hai kênh. Vâng, còn đây là cái đẩy VWatt D400 cũng là đẩy hai kênh. Đấy, đây là những cái đẩy công nghệ Class AB. Vâng, cái này chỉ có 16 sò thôi ạ. Chỉ có 16 sò. Nhưng những cái sò này được kết nối song song. Các bác tưởng tượng là khi mà hai người cùng một cùng khênh một cái bao xi măng thì sẽ khênh được rất là nhiều, không quá sức. Và cái sò này cũng vậy. Khi mà hai cái sò cùng được kết nối song song, nó kéo cùng một cặp loa thì nó sẽ không bao giờ bị quá công suất, quá sức. Đấy, nó rất là tốt và mát. Nguồn của nó cực kỳ là to, rất là khỏe. Sò chưa chắc, nhiều sò chưa chắc đã tốt được các bác nhé. Vâng, những cái mạch, những cái mạch rất là nhỏ đấy ạ. Những cái con IC, những con điện trở, những con chip rất là nhỏ. Đặc biệt cái dòng này cho cái hiệu suất cực kỳ cao, hoạt động trong nhiều giờ mà không nóng. Đấy, các bác đã phân biệt được nhiều sò ít sò so với điểm hiện tại chưa ạ? Vâng, qua clip này thì bên em cũng chia sẻ một chút ít đến các bác làm sao để chọn cho mình được những cái sản phẩm đây tốt nhất trên thị trường hiện nay và làm sao hợp lý nhất. Đặc biệt cái dòng này, dòng VWatt D400 này và cái dòng KX K450 cho cái hiệu suất đạt được rất là cao, không bao giờ bị méo tiếng, không sinh ra nhiệt, không gây chập cháy, vâng, chạy rất ổn định. Và đặc biệt là cái đẩy VWatt D400 này là công nghệ Mỹ. Thì các bác biết rồi, người Mỹ không bao giờ người ta tiết kiệm, cũng như sản xuất ô tô như thôi ạ. Vâng, người ta không bao giờ tiết kiệm nhiên liệu. Vì thế mà cái hiệu suất mà đạt được của ô tô Mỹ, sản xuất tại Mỹ thì cực kỳ là cao. Người ta không quan trọng là tốn nhiên liệu hay không. Người ta chỉ mong sao đạt được cái hiệu quả cao nhất. Và đẩy cũng vậy, vâng, đẩy công nghệ Mỹ. Cái dòng này thì cực kỳ thành công ở thị trường Mỹ. Thì hiện tại cái dòng này thì mới về Việt Nam thôi. Bên em rất là vinh dự được đại diện cung cấp cái thương hiệu VWatt tại Việt Nam. Còn thì bên đây bên em đang chạy cái đẩy KX K950, dòng công nghệ Class D, rất là ít sò mà cho công suất cực kỳ là hiệu quả, không bao giờ nóng.
Vâng, và em đang kết nối với Vanker ZKM5FX ạ. Vâng, đấy, sau clip này thì các bác cũng hiểu được phần nào bên em giới thiệu đến các bác công nghệ. Vâng, các bác giúp các bác tránh được mua những cái sản phẩm mà nhiều sò mà hiệu quả lại không cao. Vâng, hiện tại thì bên em hiện tại bây giờ là đang cung cấp hai cái mẫu đẩy công suất 2 kênh và 4 kênh, hai thương hiệu rất là nổi tiếng hiện nay và dẫn đầu thị trường, đó là đẩy WeWood, thương hiệu WeWood, tất cả những thương hiệu WeWood rất là tốt và đứng đầu bảng. Còn sau đó là đến cái đẩy thương hiệu KX. Còn thì là KX450, KX950 và KX750. Còn bên em hiện tại đang có hai dòng đang dẫn đầu thị trường để các bác chọn lựa. Vâng, xin chào các bác và hẹn gặp lại vào các clip sau ạ.